đúng là những câu chuyện ở trong cuộc sống nhiều khi nó đánh động đời sống cá nhân của chúng ta và nhìn ở góc độ khác nó cũng hoàn thiện con người chúng ta để chúng ta biết rút ra những bài học những kinh nghiệm từ những người thân hoặc là những người không hề quen biết của chúng ta mà họ đã phải trả giá bằng chính cái đời sống của họ chính nhiều khi họ mất tất cả để rồi chúng ta lại có một bài học đó là điều khi mà chúng ta biết quan sát và trân trọng những điều đó. Sự việc vô cùng đáng tiếc và nhiều đồng hương ngồi bàn tán chia sẻ với nhau và nói rằng nếu giả như tôi rơi vào trường hợp như ông thì không biết tôi sẽ ra sao và tôi sẽ làm gì. Một sự việc đáng tiếc vừa qua lấy đi sinh mạng của một người ở tại Bakersfield, ông Jose, 49 tuổi, đã nói với cảnh sát rằng các bạn bè của đương sự đã liên tục chế nhạo về người vợ vừa ly thân của ông khi mà người vợ của ông đi gian díu với một người đồng nghiệp của ông. Những lời chế nhạo càng lúc càng tăng đến mức chịu hết nổi, thế là ngay tại công trường làm việc, nghi can vớ lấy một ống nước phang tới tấp vào đồng nghiệp của mình. Người đồng nghiệp bị cho rằng có mối quan hệ tình cảm với vợ của nghi can. Chính cách châm chọc của bọn họ đã kích động tôi gây ra vụ tai nạn chết người đó. Nghi can Jose nói với cảnh sát như vậy. Theo đài truyền hình KJET loan tin cho biết. Trước đó nghi can được nhiều người bạn bè nói rằng đồng nghiệp của ông đã có quan hệ với vợ của ông. Cùng đang làm việc gần tại công trường xây dựng nằm ở trên đường De Giorgio Road về phía đông ở khu vực Lamont. Cả hai chúng tôi đang nhặt các ống nước, nghi can khai rằng tôi vừa ăn xong hai chiếc taco và bất chợt cảm thấy có gì đó lạ lùng trong cơ thể của mình. Rồi cũng không biết tại sao tôi đột nhiên chộp lấy một ống nước và rồi lao vào tấn công anh ta. Cảnh sát cho biết nghi can đã kết tội. Đồng nghiệp của mình là phá hoại gia đình trong lúc đánh nạn nhân cho đến chết. Nạn nhân 56 tuổi đã qua đời tại hiện trường. Theo hồ sơ thì người này bị bể xương mặt và có nhiều vết cắt ở mặt và sau đầu cùng nhiều chiếc răng bị gãy và nghi can 49 tuổi Hồ bị buộc tội giết người cấp độ 1 và không được tài ngoại. Các tài liệu của tòa không cho biết liệu là nghi can Hồ này đã thực sự kết hôn hay chưa. Một người phụ nữ tên bị bôi đen trong hồ sơ khai với cảnh sát rằng bà và nghi can có mối quan hệ tình cảm khoảng hơn 3 tháng nhưng đã vừa chia tay được vài tuần thì sự việc này lại xảy ra. Người phụ nữ nói rằng nghi can là một người dễ dàng nổi nóng và nổi nóng bất cứ lúc nào cảnh sát đã bắt giữ Hồ Dê và hiện tại đang điều tra thêm để xác định và tuyên án. Bên cạnh các công nhân làm việc chung đắc hai họ đã chứng kiến hoàn toàn từ đầu đến cuối về việc đánh đập này, họ có can ngăn nhưng mãi mà không được. Theo nguồn tin mới nhất thì Tổng thống Donald Trump ông đang cân nhắc về việc cấm công dân Hoa Kỳ thường trú nhân về nước nếu mà nghi là có bị nhiễm coronavirus. Nếu như là Tổng thống thông qua hay là thay đổi này thì đây sẽ là một bước đi xa hơn trong nỗ lực đóng cửa biên giới mà chính quyền của Tổng thống Đương Kim vẫn đang theo đuổi lâu nay. Theo nguồn tin từ New York Times cho biết rằng Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc những quy định nhập cư mới cho phép giới chức biên giới tạm thời ngăn công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân hợp pháp quay trở lại Hoa Kỳ từ nước ngoài nếu như họ có lý do để tin rằng người này có thể nhiễm coronavirus chủng mới. Trong vài tháng trở lại đây thì Tổng thống đương kim Donald Trump đã ban hành các quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ vì lo ngại về nguy cơ virus lây lan từ các điểm nóng ở bên ngoài. Tuy nhiên những quy định này loại trừ hai nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài vốn đã có quyền thường trú nhân hợp pháp ở tại Mỹ. Nếu được thông qua thì quy định mới này sẽ làm thay đổi điều đó bằng cách làm mở rộng quyền lực của chính phủ và cho phép chính quyền Mỹ ngăn cản công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp nhập cảnh vào Hoa Kỳ, xét trên từng trường hợp riêng rẽ. Các cơ quan liên bang đã được yêu cầu nộp báo cáo về đề xuất này lên Nhà Trắng, và mặc dù chưa rõ dự luật này khi nào mới được thông qua và công bố. Theo dự thảo đề xuất thì vốn phụ thuộc vào các quyền pháp lý hiện hành của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nhằm bảo vệ đất nước, chính quyền Mỹ có thể ngăn một công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp nhập cảnh vào Mỹ nếu một quan chức tin rằng cá nhân này có thể đã tiếp xúc hoặc bị nhiễm. Nâng lây truyền theo bản dự thảo mà NYT nắm được một phần, chỉ rõ rằng bất cứ một lệnh cống công dân và thường trú nhân hợp pháp nào cũng phải bao gồm các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo đảm không xâm phạm các quyền theo hiến pháp. Theo tài liệu không nêu chi tiết thời hạn công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp được yêu cầu ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. CDC kỳ vọng rằng bất cứ lệnh cấm nào áp dụng với công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân hợp pháp từ nước ngoài cũng chỉ xảy ra trong những trường hợp hãn hữu nhất mà thôi khi tình huống đòi hỏi bị lợi ích của y tế cộng đồng và có giới hạn về thời gian. Tổng thống đương kim Tổng thống Donald Trump đã thông qua thay đổi này thì đây sẽ là một bước đi xa hơn trong nỗ lực đóng cửa biên giới mà chính quyền của Tổng thống vẫn theo đuổi lâu nay trước những gì mà ngài Tổng thống cho là sự đe dọa cho quốc gia. Các quan chức cho biết rằng hiện không có luật ngăn trở công dân Mỹ và thường chức nhân hợp pháp quay trở về Mỹ trong một khoảng thời gian bởi lo ngại về vấn đề bệnh tình. Dự thảo mới có vẻ là sắp áp dụng cho tất cả các điểm nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm sân bay và dọc biên giới phía Bắc, phía Nam. Và đặc biệt dự thảo có thể ảnh hưởng tới biên giới với Mexico nơi nhiều công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp thường xuyên qua lại. Bản dự thảo nhấn mạnh rằng sự lây lan của coronavirus ở Mexico đó là bằng chứng cho thấy cần sửa đổi luật viện dẫn cái chức gần đây của Bộ trưởng Y tế Mexico ở vùng biên. Áp lực mà coronavirus đặt lên hệ thống chăm sóc y tế Mexico đã khiến cho công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp của Mỹ và những người khác từ Mexico vào Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ. Đó là điều có thể xảy ra. Và đây là điều cần phải cân nhắc. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.